Không có một quốc gia nào trên thế giới mà tôn giáo lại đóng vai trò quan trọng như ở Ấn Độ. Trong quá khứ, người Ấn sở dĩ dễ dàng chấp nhận sự thống trị của ngoại bang, một phần vì họ không cần biết những kẻ thống trị họ là ai. Họ cho rằng tôn giáo mới là cốt yếu, chứ không phải là chính trị. Linh hồn mới là chính, chứ không phải là thể xác. Các kiếp sau mới là vô tận, chứ kiếp này chỉ là phù du. Trong lịch sử lâu đời và trải qua nhiều thiên niên kỷ, nhân dân Ấn Độ đã sáng tạo nên một nền văn hóa vừa phong phú đa dạng, vừa độc đáo đặc sắc. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng mang trong mình những truyền thống kỳ lạ, khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên khi lần đầu nghe đến nó. Và video hôm nay sẽ là 10 truyền thống kỳ lạ chỉ có tại tiểu hành tinh Ấn Độ. Thờ thần voi Ganesha. Người Ấn Độ nói chung và các tín đồ Hindu giáo nói riêng không phân biệt rõ ràng giữa người và vật. Họ cho rằng người và vật đều có linh hồn, và linh hồn có thể nhập vào cơ thể vật, mà linh hồn vật cũng có thể nhập vào cơ thể người. Mọi loài đều phải chịu chung luật nhân quả và linh hồn phải thác sinh. Do vậy mà trong văn hóa Ấn Độ, họ tôn thờ rất nhiều vị thần có hiện thân là các loài động vật, điển hình là việc tôn thờ thần voi Ganesha. Đây là một vị thần đáng kính, có nhân dạng kỳ dị trong Hindu giáo, với đầu voi mình người. Thần là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati, và là biểu tượng của sự tài trí, hạnh phúc và thành công. Tại các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Lào, Campuchia và cả Việt Nam thì thần Ganesha tượng trưng cho sự hợp nhất của tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, đồng thời được xem là vị phúc thần đáp ứng những điều may mắn và cát tường. Còn tại Ấn Độ thì hàng năm người dân sẽ tổ chức lễ hội Ganesh Chaturthi để tôn vinh Ganesha với tư cách là thần của sự khởi đầu mới và xóa bỏ chướng ngại vật, cũng như vị thần của trí tuệ và thông minh. Mặc dù không biết Ganesh Chaturthi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào, nhưng lễ hội đã được tổ chức công khai ở thành phố Pune kể từ thời vua Shivaji, từ năm 1630 đến năm 1680. Ông cũng là người sáng lập đế chế Maratha. Hiện nay lễ hội Ganesh Chaturthi ở Ấn Độ được diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 hàng năm, tức là trùng khớp với khoảng thời gian các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á tổ chức lễ hội Trung Thu và thường kéo dài khoảng 10 ngày. Trước khi lễ hội bắt đầu thì người ta cho dựng những lễ đài tại các con phố và đặt tượng thần Ganesha ở đó để cho dân chúng lễ bái. Vào những ngày lễ, người ta cũng khuyến khích các tín đồ không nên nhìn mặt trăng, bởi vì làm như vậy là hành xử không thích hợp với thần nếu không muốn nói là xúc phạm đến ngài. Còn những người mộ đạo sẽ làm tượng thần Ganesha đầu voi bằng đất sét hoặc kim loại để thờ trong nhà hoặc trong cửa hàng. Âm nhạc và nhảy múa là những yếu tố không thể tách rời khỏi các lễ hội của Ấn Độ, và cả hai đã được sử dụng tối đa trong dịp này. Những trẻ em tham gia lễ hội thì thường cầm và giơ cao tượng thần Ganesh. Ngoài ra, chúng còn thì thầm vào tay tượng thần để cầu những điều ước. Tới ngày thứ 10, sau khi lễ hội kết thúc, thì các tín đồ sẽ rước tượng thần trên đường phố, sau đó sẽ thả xuống sông, biển hay là ao hồ. Trước đây, tượng thần Ganesha thường được làm bằng đất sét có thể tan nhanh trong nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta sử dụng nhựa và thạch cao, khiến cho môi trường nước bị ảnh hưởng nặng nề từ các chất độc hại và sơn. Thờ thần khỉ Hanuman. Ngoài việc thờ thần voi thì người dân Ấn Độ còn tôn thờ cả khỉ. Hình tượng loài linh trưởng này được thể hiện qua một vị thần đầy quyền năng trong văn hóa Ấn Độ, đó chính là thần khỉ Hanuman. Thần khỉ Hanuman là một vị thần rất nổi tiếng được thờ cúng trên khắp Ấn Độ, đặc biệt là ở các làng quê. Thần có nhiều hình dạng nhưng thường là một đầu, hai cánh tay và một cái đuôi dài vòng lên đầu. Thần khỉ thường có khuôn mặt khỉ và một cơ thể người khỏe mạnh, vạm vỡ. Trong văn hóa Ấn Độ thì thần khỉ Hanuman là nhân vật quan trọng trong sử thi Ramayana và là một biểu tượng cho một hình mẫu tận tâm, dũng cảm và trung thành hết mực. Chính vì có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa Ấn Độ nên người dân ở quốc gia Nam Á này thường chỉ dám nhẹ tay xua đuổi các hậu duệ của thần Hanuman chứ không dám tấn công chúng. Do vậy mà ngày nay, con cháu của thần thường tiến vào cả các khu đô thị lớn, chúng phá phách và gây ra rất nhiều điều phiền toái cho cộng đồng dân cư. Chúng còn tấn công con người để giành thức ăn, hay thậm chí là còn gây ra chiến tranh với loài chó tại một số địa phương. Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra hồi tháng 9 mới đây. Do địa điểm tổ chức hội nghị là thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nên gần như toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra hội nghị sẽ bị phong tỏa trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9. Mà thành phố này lại nổi tiếng với những đàn khỉ hung hãn. Do vậy nên chính quyền thành phố đã thuê hàng chục người xua đuổi khỉ để bảo vệ cảnh quan. Bên cạnh đó, họ cũng tiến hành dán ảnh các chú vọc hung hãn, kẻ thù tự nhiên của các đại thánh đang hoành hành ở vùng cây cối rậm rạp. Việc này nhằm tránh các hậu duệ của thần khỉ Hanuman
và bà con của Tôn Đại Thánh làm những việc mà đa số người dân trên thế giới đều không dám làm, đó là tấn công hoặc thông chốt đoàn xe hộ tống các vị nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất thế giới. Hình tượng con bò, con vật linh thiêng nhất Ấn Độ. Bên cạnh voi, rắn, khỉ thì người Ấn Độ còn tôn thờ cả đại bàng, ngỗng, quạ thông qua hình ảnh nhiều vị thần như là chim thần Garuda hay còn được gọi là kim xí điểu, vật cưỡi của thần Vishnu và ngỗng thần Hamsa, v.v. Tuy nhiên, con vật được coi là linh thiêng bậc nhất và được người dân nơi đây tôn sùng hơn cả chính là bò. Trong văn hóa Ấn Độ, bò là loài vật linh thiêng và là linh vật của quốc gia này. Sự tôn thờ bò trong văn hóa còn lan truyền đến cả khu vực Đông Nam Á do ảnh hưởng đậm nét của Hindu giáo. Trong đó biểu hiện rõ nhất cho hình tượng con bò ở Đông Nam Á nói chung chính là bò thần Nandi, vốn là con vật cưỡi của thần Shiva. Vào những năm tháng đầu công nguyên, bò được gắn liền với Ba La Môn, đẳng cấp cao nhất trong Hindu giáo, gồm những giáo sĩ, tu sĩ, triết gia, học giả, lãnh đạo tôn giáo, v.v. Ai ra tay giết một con bò, nghĩa là đã giết chết một Ba La Môn, nên đây là một điều đặc biệt cấm kỵ. Trong kinh Vệ Đà thì bò được kết nối với nữ thần Aditi, là mẹ của các vị thần trong thần thoại Hindu. Những bức tranh Hindu thường khắc họa một con bò màu trắng xinh đẹp, đeo tràng hoa, như một dấu hiệu cho lòng tôn kính đặc biệt cho đức tin của các tín đồ. Những tín đồ Hindu thậm chí còn có một ngày lễ dành cho bò, được gọi là Gopastami. Nó thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 11 hàng năm. Vào ngày này, các con bò, dù là đi lang thang hay được nuôi trong các trang trại, thì đều được tắm rửa sạch sẽ và đeo vòng hoa. Do vậy nên phần lớn tín đồ Hindu giáo coi việc làm hại hay giết một con bò, đặc biệt để làm thức ăn, là một điều cấm kỵ. Những tín đồ Hindu luôn coi bò là một sinh vật đặc biệt hào phóng và hiền lành. Nó mang lại cho con người nhiều hơn là những gì nó nhận từ họ. Người ta tin rằng bò tạo ra 5 thứ là sữa, phô mát, bơ, nước tiểu và phân. 3 thứ đầu tiên được dùng để thờ cúng cho các vị thần và làm thức ăn, còn 2 thứ cuối cùng để sám hối hay làm nhiên liệu để đốt. Do tôn sùng bò nên trong các đền chùa, các tư gia hay ngay cả những chỗ công cộng đâu đâu cũng thấy hình tượng bò, lớn có, nhỏ có, đủ cỡ và được đúc, nặn hoặc khắc bằng đủ vật liệu, từ vàng, bạc, đồng cho đến đất sét, v.v. Còn trên các đường phố từ thành thị cho đến nông thôn thì bò đều được nghênh ngang đi giữa đường. Phân của nó cũng được dùng làm chất đốt và để làm một thứ thuốc linh nghiệm. Còn nước tiểu của nó cũng là một loại nước mà người Ấn cho là linh thiêng và tẩy được mọi ô uế ở ngoài cũng như ở bên trong cơ thể. Khi nó chết thì người ta sẽ làm lễ táng cho nó một cách long trọng theo nghi thức tôn giáo. Trong lịch sử thì hầu như dân tộc nào cũng đã thờ loài vật, và nếu đã phải phong cho một loài thì con bò hiền lành đáng được thờ như bất kỳ một con vật nào khác. Chúng ta có rắn trong vườn Eden, bò và cừu trong kinh thánh, con mèo trong văn hóa Ai Cập, v.v. Hay ngay tại Việt Nam thì đồng bào người Dao họ lại thờ chó đá, hay như trong các ngôi đền và miếu của người Việt thường phối thờ ngũ hổ, v.v. Vậy nên chúng ta không có quyền gì để chê bai người Ấn Độ thờ nhiều loài vật như vậy. Lễ hội thuần hóa bò tại Ấn Độ. Việc hàng trăm người cố đọ sức và chạy đua để chế ngự những con bò to và khỏe không phải là những hoạt động chỉ có ở Tây Ban Nha, mà ngay cả tại Ấn Độ hàng năm vẫn thường diễn ra lễ hội thuần hóa bò với những hình ảnh vô cùng kịch tính và nguy hiểm. Thực chất, lễ thuần hóa bò là một phần của lễ hội thu hoạch Thai Pongal diễn ra thường niên ở miền Nam Ấn Độ với hàng nghìn người tham gia, bao gồm cả du khách nước ngoài. Trong đó phần thuần hóa bò diễn ra kịch tính nhất, khi hàng chục người đàn ông với những trang phục sáng màu tập trung tại sân đấu để cùng nhau chế ngự những con bò đực với cặp sừng to và khỏe. Ai trèo được lên lưng thì người đó sẽ chiến thắng. Không giống như đấu bò tót ở Tây Ban Nha, những con bò tại lễ thuần hóa sẽ không bị giết ngay sau khi lễ hội kết thúc vì người Ấn tôn sùng loài động vật này. Nhưng do là một hoạt động rất nguy hiểm nên hàng năm luôn có hàng chục người bị thương khi tham gia lễ hội này. Thậm chí vào năm 2020 đã có hơn 100 người bị thương và 5 người chết. Hiện nay, nhiều tổ chức đã yêu cầu dừng lễ hội này lại bởi vì sự nguy hiểm của nó. Thậm chí là Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cấm bộ môn thể thao này vào năm 2014 với lý do nó là hành vi ngược đãi đối với động vật. Tuy nhiên, người dân cho rằng đây là một hoạt động truyền thống, là trung tâm của bản sắc văn hóa của họ và nó cần được diễn ra thường niên. Đồng thời, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở bang Tamil Nadu nhằm dỡ bỏ lệnh cấm này. Tôn thờ các dòng sông.
Hình ảnh dòng sông chảy ra biển gợi cho người Ấn ý tưởng về sự hòa nhập của linh hồn cá thể hữu hạn vào với linh hồn vũ trụ vô tận, sự hòa nhập của tiểu ngã vào đại ngã, đồng thời rũ bỏ mọi tên gọi và hình dạng riêng. Hơn tất cả các con sông khác, sông Hằng đã gắn liền với lịch sử văn hóa và đời sống của người dân Ấn Độ. Đây là con sông quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Trong tâm thức người Ấn, họ thân thiết gọi con sông này là mẹ Ganga vì họ xem nó là một bà mẹ giàu tình cảm, có nguồn sữa dồi dào cung cấp cho đàn con của mình. Người Ấn cũng tin rằng sông Hằng có một sức thanh lọc lớn, gột rửa mọi tội lỗi và bụi trần. Người có tội đến tắm sông Hằng sẽ trở nên trong sạch. Chính vì phẩm chất thanh lọc đặc biệt đó mà việc tắm sông đã trở thành một hành vi tôn giáo của những tín đồ theo Hindu giáo. Hàng năm vào mùa xuân, dọc theo bờ sông Hằng và các phụ lưu của nó lại diễn ra một lễ hội tắm mang tính tôn giáo lớn nhất Ấn Độ và thế giới, với tên gọi là Kumbh Mela. Đây là một cuộc hành hương và lễ hội lớn của Hindu giáo. Nó được tổ chức theo chu kỳ khoảng 12 năm một lần và kéo dài khoảng vài tuần, nhưng gần đây nó đã được dự kiến sẽ tổ chức 3 năm một lần và luân phiên giữa 4 địa điểm hành hương trên dòng sông linh thiêng của Ấn Độ nhằm thu hút du khách tới quốc gia Nam Á này. Thông thường Kumbh Mela được tổ chức tại 4 địa điểm hành hương ven sông, bao gồm Prayag Kumbh Mela ở thành phố Allahabad của bang Uttar Pradesh, nơi hợp lưu giữa sông Hằng và sông Yamuna; Hariwa Kumbh Mela ở thành phố Hariwa, quận Nashik của bang Uttarakhand; Nashik Chimbakeshwa Simhastha thuộc quận Nashik của bang Maharashtra; và Ujjain Simhastha ở thành phố Ujjain của bang Madhya Pradesh. Đây đều là những nơi mà theo truyền thuyết của người Ấn Độ, thì thần Vishnu trong lúc chiến đấu với quỷ dữ để lấy lại chiếc bình vàng chứa mật hoa bất tử đã làm rơi 4 giọt mật hoa xuống. Do vậy mà họ tin rằng khi ngâm mình xuống dòng sông này thì con người sẽ được gột rửa mọi tội lỗi và sẽ thoát được kiếp luân hồi. Trong các lễ hội tắm này thì nghi lễ Ganga Aarti là nổi tiếng nhất. Nó diễn ra vào lúc chạng vạng và là một buổi lễ vô cùng độc đáo. Tất cả các ghat, nghĩa là bậc thang dẫn xuống dòng nước thánh, đều tràn ngập hương hoa và hương thơm của nhang trầm. Nhiều khách du lịch đánh giá Ganga Aarti là một điểm nhấn sâu sắc trong trải nghiệm Ấn Độ của họ. Khi một người Ấn ra đi, họ thường mong được nhỏ một vài giọt nước sông Hằng vào miệng trước khi hỏa táng, cũng vì phẩm chất thanh lọc thiêng liêng của nó. Người Ấn cũng muốn cho cốt của mình sau khi hỏa táng sẽ được đem giải vào dòng nước sông Hằng linh thiêng, vì trong trí tưởng tượng của họ, sông Hằng vốn là một con sông trên trời, nên khi cho cốt được giải xuống đây thì họ cũng sẽ theo dòng nước đi lên trời. Hệ thống đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ. Các nhà xã hội học đã nhận xét rằng cấu trúc xã hội Ấn Độ là một tập hợp những thành tố bất quy tắc, nhưng kỳ lạ là nó lại được sắp xếp thành một hệ thống lớp lang rõ ràng. Nếu nhìn từ ngoài vào thì xã hội Ấn Độ chồng chéo lên nhau, nào là đẳng cấp, tầng lớp, tôn giáo, ngôn ngữ, vùng miền, vân vân. Nhưng nếu định vị hệ thống đẳng cấp là xương sống của cả cấu trúc xã hội Ấn Độ thì mọi thứ sẽ trở nên có trật tự rõ ràng. Hệ thống này được hình thành qua cả ngàn năm trước và cho đến nay nó vẫn là nguyên nhân cốt lõi cho những bất ổn trong xã hội Ấn Độ. Trong kinh Vệ Đà, bản kinh cổ xưa nhất của Hindu giáo, thì cả 4 đẳng cấp trong hệ thống Varna đều được sinh ra từ cơ thể người sơ thủy, tức là Purusa, bao gồm Brahmin sinh ra từ miệng, Kshatriyas sinh ra từ tay, Vaishyas sinh ra từ bắp vế và Shudras sinh ra từ chân. Chưa xét đến tính đúng sai, thì đây là điều bác bỏ thần tính về nguồn gốc hệ thống đẳng cấp, tức là nó không xuất phát từ Hindu giáo hay bất cứ tôn giáo nào trên lãnh thổ Ấn Độ. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó sẽ dẫn đến sự phá bỏ quan niệm đẳng cấp vốn là tự nhiên, là bất biến. Đây là tiền đề để giải phóng các đẳng cấp dưới khỏi hệ thống đẳng cấp nghiêm khắc và là bước quan trọng để dẫn đến giải phóng con người. Như vậy thì sự ra đời của các đẳng cấp ở Ấn Độ bắt nguồn từ các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị và xã hội chứ không phải là từ tôn giáo. Và không ngoại trừ khả năng, hệ thống đẳng cấp chính là công cụ được các nhà thống trị tạo ra nhằm mục đích thiết lập một cấu trúc xã hội ổn định và trật tự để dễ bề cai trị. Hệ thống này lâu dần đã được đồng bộ hóa với tôn giáo để tăng sự áp đặt lên người dân. Vậy nên sau này, 4 đẳng cấp mới đi liền với Hindu giáo, bao gồm Brahmins là đẳng cấp tu sĩ, linh mục hay giáo viên, hay còn gọi là đẳng cấp Bà La Môn. Kshatriyas còn được gọi là Rajanas, là đẳng cấp của những chiến binh và vương công quý tộc, tức là người cai trị. Vaishyas là thợ thủ công, thương nhân và nông dân. Và Shudras là đẳng cấp nô lệ, những người làm công việc nặng nhọc, thợ thủ công. Tuy nhiên vẫn còn một đẳng cấp thứ 5 trong hệ thống Varna, nhưng nó không được công nhận chính thức trong các kinh sách, đó là đẳng cấp Dalit, tức là tiện dân. Những người thuộc đẳng cấp này bị coi là nằm ngoài xã hội và phải làm các công việc bị cho là hạ tiện, vân vân. Khi người Anh cai trị Ấn Độ,
họ chỉ lợi dụng hệ thống đẳng cấp có sẵn trong xã hội để hợp thức hóa sự cai trị của mình. Do vậy mà hệ thống đẳng cấp vốn đã cứa rất sâu vào lòng xã hội Ấn Độ, cho đến thời thực dân Anh thì nó chỉ cứa sâu hơn một chút, và cho đến nay thì nó đã trở thành một trong những truyền thống kỳ lạ và khó xóa bỏ nhất tại quốc gia Nam Á này. Và cũng chính vấn đề này đang là rào cản lớn nhất ngăn Ấn Độ vươn lên trở thành một trong những siêu cường trong tương lai. Những túp lều kỳ lạ. Trong một thời gian dài, dưới cái nhìn chủ quan của tôn giáo và văn hóa, thì việc phụ nữ Ấn Độ đến ngày đèn đỏ đã trở thành biểu tượng của sự ô uế. Họ bị cấm vào bếp, không được tắm, chạm vào nguồn nước và cấm ăn cùng người khác. Họ còn bị cấm ngồi trên ghế hoặc giường, cấm đi chùa và thậm chí là cấm về nhà. Họ sẽ buộc phải rời khỏi nhà và phải ở trong những túp lều nhỏ ở nơi hẻo lánh xa xôi gần 40 năm, kể từ khi bắt đầu rụng râu cho đến khi mãn kinh. Tuy nhiên, chỗ họ cách ly không giống dành cho người ở. Một số người nói rằng đó chẳng khác nào chuồng heo và chuồng gà, thậm chí họ còn phải chịu kỷ luật nghiêm ngặt của xã hội. Tại vùng nông thôn của Ấn Độ, việc phụ nữ cách ly khi đến ngày đèn đỏ không chỉ phổ biến, mà cách thức càng tồi tệ hơn. Ở vùng xa xôi, những người dân thường có một số lán đơn giản, hay còn được gọi là túp lều gao co, thường được làm bằng gỗ và gạch đỏ, phủ xi măng, không có cửa sổ và cửa ra vào. Phụ nữ đang trong ngày đèn đỏ buộc phải rời khỏi gia đình và bị cách ly tại đây. Trong những lán như thế này, họ thiếu thốn đủ thứ, không có giường và không có nhà vệ sinh, thậm chí họ có thể ngủ trên sàn cứng. Vào mùa mưa, những túp lều này còn bị dột và mặt đất gần như lúc nào cũng ướt sũng, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác và phải chịu đựng cho tới khi hết kỳ rụng râu mới được về nhà. Trong thời gian cách ly này, những người phụ nữ hầu như không có việc gì làm ngoài việc giặt quần áo. Cơm ngày ba bữa đều được các thành viên trong gia đình cung cấp, cuộc sống không khác gì chốn lao tù. Nếu như ai đó may mắn thì họ sẽ được gặp những người phụ nữ giống như mình để trò chuyện. Còn vào buổi tối, ngoài việc phải tự bảo vệ bản thân để chống lại sự tấn công của bầy thú hoang, thì họ còn phải đối mặt với nỗi lo lắng về việc bị bắt cóc. Ngôi làng phụ nữ không thể sinh con. Khi sinh ra thì phụ nữ Ấn Độ đã chịu nhiều thiệt thòi, không chỉ vấn đề về thời kỳ rụng râu mà họ còn bị phân biệt đối xử trong việc tìm việc làm. Có một số người không muốn thuê phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thậm chí họ còn bị xem xét về chu kỳ thời tháng để sắp xếp công việc. Một số người phụ nữ có việc làm, nhưng những cơn đau thể xác do sinh lý ảnh hưởng đến công việc cũng khiến cho họ bị phạt tiền. Do đó, nhiều phụ nữ Ấn Độ đã đưa ra một lựa chọn cực đoan, đó chính là cắt bỏ tử cung để không có đến ngày đèn đỏ nữa. Điển hình như ở Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ, nơi có hàng nghìn phụ nữ trẻ đã trải qua việc phẫu thuật cắt bỏ tử cung trong vòng 3 năm qua chỉ vì công việc đó là thu hoạch mía. Nhìn chung thì ở Ấn Độ, độ tuổi kết hôn của những phụ nữ nông thôn thường sớm hơn phụ nữ thành thị. Phụ nữ ở độ tuổi 20 đã là mẹ của 2 con hoặc 3 con, nên họ tin rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ sinh sản và sau đó việc cần làm chính là phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Kiểu suy nghĩ này đã dần trở thành phổ biến và nhiều ngôi làng không có tử cung liên tục xuất hiện ở địa phương. Trên thực tế, nhiều phụ nữ đã phải đối mặt với tình hình sức khỏe xấu đi sau ca phẫu thuật. Các triệu chứng như chóng mặt và đau lưng khiến cho họ không thể làm việc hiệu quả. Aghori, giáo phái kỳ lạ. Người Ấn Độ cho rằng đời sống cũng như vũ trụ là đều phải trải qua 3 giai đoạn liên tiếp là sinh, trưởng và diệt. Vì vậy, họ có 3 vị thần tối cao đại diện cho 3 giai đoạn này, bao gồm thần Brahma, tức là đức sáng tạo, thần Vishnu, tức là đức bảo tồn, và thần Shiva, tức là đức hủy diệt. Và họ gọi chung 3 vị thần đó là Trimurti, tức là tam thần Ấn giáo. Đây là loại hình tôn giáo mà tất cả người Ấn Độ đều theo, ngoại trừ những tín đồ đạo Jain, đạo Sikh và Hồi giáo. Không những vậy, ở quốc gia này còn tồn tại một giáo phái kỳ lạ với tên gọi là giáo phái Aghori. Những người theo giáo phái này là những nhà tu hành khổ hạnh theo đạo Shaiva. Những tu sĩ này thường sống lang bạt ở miền Bắc Ấn Độ, bên bờ sông Hằng. Họ tôn thờ lễ Varasani nên thường sống ở gần các khu vực mai táng để tìm kiếm gọi là sự giác ngộ tâm linh. Đặc điểm nhận dạng của các tu sĩ Aghori là họ thường phủ khắp mình một thứ bột màu trắng, quấn quanh đầu và cổ vô số tràng hạt. Những tu sĩ này thường không mặc y phục hoặc mặc rất ít vì họ muốn thể hiện hình thể của mình ở dạng tinh khiết nhất. Theo nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo, thì giáo phái Aghori có nguồn gốc từ một giáo sĩ sống ở thế kỷ 17 có tên là Baba Kinaram, người được cho là đã sống đến 170 tuổi. Hiện nay, những tín đồ của giáo phái Aghori còn lại khá ít, chỉ khoảng vài chục người. Họ sống rải rác ven sông Hằng
và chủ yếu tập trung tại Varasani. Nhiều người Ấn Độ cảm thấy sợ hãi khi thấy các tu sĩ này vì họ cho rằng những tu sĩ Agori sở hữu một sức mạnh siêu nhiên, chẳng hạn như có thể dự đoán được tương lai, đi trên mặt nước và đưa ra nhiều lời tiên tri hắc ám. Thế nhưng trên thực tế thì các vị tu sĩ này lại dường như vô hại. Họ thường sử dụng một số loại chất kích thích, chẳng hạn như rượu để đi vào thiền định, giúp họ đạt tới cảnh giới gần với thần Shiva hơn, một vị thần mà họ hết mực tôn kính. Nơi sản sinh ra các tu sĩ Nagasadhu khổ hạnh. Cho đến nay thì Hindu giáo đã xuất hiện hơn 4.000 năm, trong đó các bậc chân sư đắc đạo hướng dẫn cho các tín đồ được gọi là Guru, còn những người theo hình thức tu khổ hạnh được gọi là Nagasadhu. Thánh nhân Nagasadhu là những tín đồ tôn thờ thần Shiva. Họ sống trong các hang động xa xôi, những nơi linh thiêng nhất chính là các hang động ở dãy Himalaya. Phần lớn những Naga đã từ bỏ gia sản trần tục và bắt đầu tu luyện từ khi còn là thiếu niên. Tuy nhiên cũng có cả những người là doanh nhân và quan chức chính quyền chấp nhận từ bỏ danh vọng và địa vị để đi tu. Phải mất nhiều năm thì các thánh nhân mới được coi là bậc Naga. Thông qua việc giảm thiểu nhu cầu vật chất, các tu sĩ khổ hạnh hy vọng họ sẽ nhận được sự che chở của thần linh và thoát khỏi mọi khổ đau của kiếp luân hồi vô tận. Họ hầu như không tắm rửa, ngoại trừ lúc ngâm mình xuống sông Hằng. Những tu sĩ này luôn được người Ấn Độ tôn kính bởi những nguyên tắc của mình. Họ thường không mặc trang phục để thuận theo tự nhiên, vì còn trang phục là còn vướng bận thế gian, và chỉ bôi quanh người một lớp tro màu xám giống như Đức Thế Tôn Shiva của họ đã từng làm. Thông thường một người bình thường sẽ phải mất từ 20 đến 30 năm để trở thành bậc Nagasadhu. Cuộc đời của các tu sĩ cũng ẩn chứa nhiều điều huyền bí, bởi họ thường sử dụng ngôn ngữ cổ ở nơi tu hành, chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày và thường xuyên tập yoga thượng đẳng để kiểm soát cơ thể, điều mà người bình thường không làm được. Trong thời gian diễn ra Kumela, thì các Nagasadhu có nhiệm vụ cầu nguyện hòa bình cho thế giới, đồng thời là cầu nối giữa người phàm trần và đấng thần linh tối cao. Và vừa rồi là 10 truyền thống kỳ lạ mà 5 phút thôi đã tìm hiểu được ở Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.